Tây Ninh TV Audio kính chào quý vị. Mời quý vị lắng nghe thông tin mới nhất về kết quả truy vết dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cập nhật từ 20 giờ ngày 15 tháng 10 đến 20 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2021. Theo thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, các ca nghi nhiễm 47 ca, nổi lên các trường hợp sau, phát sinh 17 ca nhiễm ngoài cộng đồng, đang xác định nguồn lây, trong đó huyện Gò Dầu phát sinh ổ dịch công ty Liên Phúc với 7 ca là công nhân nghi nhiễm, 1 ca là công nhân công ty Rotet, các công ty làm việc 3 tại chỗ. Huyện Chư Minh Châu 5 ca, huyện Châu Thành 1 ca và thị xã Trang Bàng 3 ca. Huyện Tân Châu phát sinh chuỗi lây nhiễm mới với 4 ca, các ca còn lại trong các khu phong tỏa liên quan đến F0 trước đó. Cụ thể, huyện Tân Châu 6 ca, trong đó 3 ca liên quan chuỗi nhiễm người Việt tiếp xúc với người Campuchia, tổng cộng chuỗi lây nhiễm này có 4 ca. 3 ca liên quan ổ dịch Tân Hòa. Huyện Châu Thành 1 ca đang xác định nguồn lây. Huyện Bến Cầu 13 ca liên quan công ty Việt Nam 1 bài. Huyện Gò Dầu 8 ca gồm công nhân công ty Liên Phúc 7 ca, công nhân công ty Rotex 1 ca chưa xác định được nguồn lây, hai công ty làm việc ba tại chỗ. Huyện Dương Minh Châu 5 ca gồm 1 ca ở Phước Minh và 4 ca ở Phước Ninh, hiện chưa xác định được nguồn lây nhiễm, đang tiếp tục truy vết các trường hợp có liên quan. Thành phố Tây Ninh 1 ca xét nghiệm sàng lọc đợt 4 đang truy vết. Thị xã Hòa Thành 2 ca là F1 của F0 trước đó thị xã Trảng Bàng 11 ca, trong đó 8 ca trong khu phong tỏa là F1 của ca nghi F0 trước đó. Ổ dịch mới phát sinh có 9 ca nghi F0, 3 ca cộng đồng trong một gia đình, nguồn lây phát sinh do F0 trước đó. Các trường hợp nghi nhiễm chờ xét nghiệm khẳng định. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin ngay khi có kết quả. Đề nghị người dân tuân thủ các quy định hướng dẫn phòng chống dịch của địa phương nơi cư trú, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe thông tin. Quý vị hãy quét mã QR góc dưới màn hình khi xem kênh truyền hình Tây Ninh TTV11 hoặc truy cập địa chỉ https 2 2 www ttv 11 com vn để nhận thông tin nhanh chóng chính xác về tình hình dịch bệnh. Đừng quên đăng ký kênh Tây Ninh TV Audio để cập nhật thông tin nhanh nhất. Thân mến, chào tạm biệt.